phim trường và đài truyền hình VNTV, Lưu Việt Hùng xin được kính chào tất cả quý vị. Một mùa lễ đang đến rất gần, quý vị, chúng ta đang ở những ngày của lễ tạ ơn, lễ Thanksgiving. Ngày hôm nay, Lưu Việt Hùng rất vui để chào mừng trở lại trong một ngày đặc biệt của khách mời âm nhạc với hai nam ca sĩ đã được quý vị rất yêu thương, với sự xuất hiện rất nhiều trên các chương trình của khách mời âm nhạc, nhận được thật nhiều sự yêu thương quý vị. Và ngày hôm nay chúng tôi đã mời trở lại hai tiếng hát được quý vị yêu mến, Hoàng Thanh và Tô Huân Vũ. Xin được chào Hoàng Thanh và Tô Huân Vũ. Xin chào quý vị, xin thân ái kính chào quý vị, chào Lục Hùng. Cũng khá khá mấy tháng rồi mới có dịp trở lại với show của Lục Việt Hùng. Thì lời đầu tiên cho phép Vũ gửi đến quý vị một cái lời chúc sức khỏe, cũng như là một cái lời chúc tốt đẹp cho cái mùa holiday của chúng ta đang tới dần với tất cả người Việt Nam trên toàn thế giới. Vâng, Hoàng Thanh cũng xin kính chào tất cả quý vị đang xem đài của VNATV, cũng như là đang xem đài của chương trình khách mời âm nhạc của Lưu Việt Hùng. Chào Lưu Việt Hùng, chào Tô Huân Vũ. Tô Huân Vũ gặp thường, nhưng mà Lưu Việt Hùng thì thật ra là mấy anh em nói tuy là ở gần nhau nhưng mà khó có gặp nhau lắm quý vị. Tại vì mỗi người một công việc đi show, mà bây giờ mấy tháng rồi mới trở lại, Lưu Việt Hùng mới được gặp lại là ngồi anh em ở đây. Thật ra là Hùng cũng cảm ơn quý vị yêu cầu, và nhờ chính yêu cầu quý vị mà Hùng có cơ hội được ngồi lại với Tô Huân Vũ với Hoàng Thanh. Bởi vì là rõ ràng là trong cái cuộc sống bây giờ thì mỗi người chọn một hướng đi. Hoàng Thanh, Tô Huân Vũ bây giờ còn bận rộn những cái công việc kinh doanh ngoài vấn đề ca hát nữa, thì thử chắc là Hùng thì Hùng cái thời gian chúng ta có nó cứ bị nghịch nhau phải không ạ? Dạ, sau này là Hùng đi nước ngoài khá nhiều, Hùng nhận những cái show diễn nước ngoài khá nhiều, cho nên là nhiều khi thời gian ở nước ngoài còn nhiều hơn ở Mỹ. Đúng rồi, Hùng bay đi nước ngoài, bay đi chim gì đó. Hùng chê Mỹ rồi. Bây giờ không sống ở Mỹ nữa, thích sống. Ở Việt Nam thì mong qua Mỹ, bây giờ qua Mỹ được rồi, giờ chê Mỹ rồi, giờ đi tìm đất mới. Thích sống bông phương, đi đây đi đó. Nói chung đây không phải là chương trình vạch mặt cho quý vị, đây là chương trình mà để chúng ta lên nói đùa quý vị thôi. Bởi vì là thật ra là tụi em là những người bạn thân thiết, cho mỗi lần lên có cái chút gì đó mà nói hơi quá quý vị nghĩ là tụi em ghét nhau. Không, mình không phải nói cái gì cho nó lạ chút xíu nữa. Thì đấy, nói. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái chủ đề đó rất là thật. Là chúng ta đang bắt đầu là ở những ngày lễ Thanksgiving đúng không? Đúng rồi. Trước tiên là ngày lễ tạ ơn. Đây là một cái dịp để chúng ta nhìn lại vào một năm đã đi qua đúng không? Và trong năm 2019 thì thật sự quý vị là âm nhạc hải ngoại chúng ta có cảm giác hình như là đang bị chững lại một tí xíu. Đúng rồi. Và dạo sau này thì không thấy là nó không rầm rầm rộ rộ như mấy năm trước ha. Không biết là Tôn Vũ và Hoàng Thanh cảm nhận như thế nào về cái mùa lễ năm nay? Thật ra thì cái này là cái tình hình chung, có như mỗi một ngày thì chúng ta thấy cái tình hình âm nhạc ở hải ngoại hay là cũng trong nước nó có một cái sự thay đổi rất là lớn. Bởi vì là bây giờ thì quý vị biết là mọi thứ đều ở trên internet hết. Đúng trên rồi. YouTube, trên những cái website lớn thì quý vị làm cho chúng ta nhất là cái cuộc sống càng ngày nó càng bề bộn, mình lại không có thời gian để đi đến tham dự những cái show diễn và bán vé của nghệ sĩ nữa. Mà chúng ta cứ ở nhà để cứ cầm cái phone trên tay để cứ YouTube rồi nghe nhạc online trong cái phone này đúng không? Đúng rồi, đâm ra cái sinh hoạt, ngay cả nếu như nãy Hùng nói đó là Vũ Thanh với Hùng cũng ít gặp nhau trên Facebook không? Đấy, đúng rồi. Toàn gặp nhau trên Facebook không à? Bữa nay thấy đứa này, đứa này, đứa kia, đứa kia thì đâm ra thì được rất là quý vị biết là đối với quý vị khán giả mà cái tình cảm dành cho nghệ sĩ cũng như vậy nữa. Hồi xưa thì mình phải đi đến cái nơi diễn mình mới được giao lưu trực tiếp, ngồi nghe ca sĩ, nghệ sĩ hát. Còn bây giờ quý vị chỉ ở nhà mà chúng ta có thể là nhìn hết cả thế giới, nên là đôi khi nó cũng làm cho mình bị lười, ảnh hưởng nhiều nữa nha. Đúng không? Đúng rồi. Em nghĩ là bây giờ là nghệ sĩ người ta không có bị, tức là cái người khán giả người ta không bị đói như trước nữa. Đúng rồi. Không có cái nhu cầu, người ta không có cao như trước nhiều nữa. Đúng không? Đôi khi mọi thứ nó cứ quá thuận tiện cho mình. Cho nên là bây giờ Vũ nghĩ là cái đó là một cái điều tất nhiên của một cái quy trình, của một cái cuộc sống, của một cái bước tiến của xã hội. Tất nhiên mình phải chấp nhận. Và những cái nhà sản xuất về âm nhạc như bên phía mình cũng phải nghĩ ra cách làm sao để cải thiện cái tình hình cho nó phù hợp. Dạ đúng rồi. Ngay cả các trung tâm lớn bây giờ cũng bắt đầu phải chạy các chương trình để đưa lên YouTube để lấy cái lượt view để kiếm tiền từ YouTube. Như Hùng thấy là chương trình nào cũng có livestream. Thì người ta nói thôi ở nhà livestream sẵn coi luôn, khỏi đi tới đến nơi mà mất công là phải tốn tiền xe, tốn tiền vé đúng không? Đúng rồi. Bây giờ bản chính bản thân đi tiệc cũng gì, ca sĩ ai cũng livestream hết. Nhưng mà thực ra cái cảm giác nó rất là khác. Thực ra thì không biết là quý vị có cảm nhận được cái điều đó giống Vũ. Có nghĩa là cái cảm giác mà mình ngồi ở nhà để mình xem cái người nghệ sĩ đó, even cả bây giờ mình có livestream, nhưng mà mình tới nơi để mình
tận mắt nhìn và giao lưu nói chuyện với cái người nghệ sĩ đó, mình vẫn phải khác, thấy nó vẫn khác nhiều lắm, nó vẫn khác nhiều hơn nhiều. Giống như mình nói chuyện với gia đình cũng vậy, mình nói qua phone mặc dù nói mỗi ngày, nói một ngày hai mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà vẫn không có bằng cái cảm giác mà mình tận gặp mặt với nhau để ngồi nói chuyện với nhau. Đó là cái điều rất là khác biệt, cho nên là nhưng mà nói nào nghe nó cũng ảnh hưởng nhiều. Thì bởi vì nói về cái trong cái mùa lễ thì chúng ta bị ỉ lại cái phone nhiều quá. Thì giống như chúng ta xa gia đình cũng vậy, nhưng mà cái trong cái ngày lễ này cũng như mình dù mình bận rộn quá mà mình cũng muốn về để mà chung vui với gia đình trong cái ngày lễ tạ ơn này, hoặc là cái ngày lễ sắp tới là ngày lễ Noel để mà cùng vui với gia đình, có một cái bữa tiệc, cái buổi ăn ngồi chung gì mới vui. Nhưng mà hầu như nghệ sĩ này mình đều ít có để rất mà khó. Cùng với gia đình hoặc là mình ăn trước rồi sau đó tới cái ngày đó chúng bay show mỗi người một nơi. Nói chung là vâng, thưa quý vị, Tết nhất mà đến là tụi em chỉ có bằng cách là tụ tập lại với nhau ra quán xá kêu đồ ăn, hoặc là ở đây Hoàng Thanh Tôn Vũ thì có nấu ăn thì lâu lâu quán ké được món hay món đó, chứ không thôi làm biến này đi ra ngoài ăn hú hùng đi ra. Bây giờ thì mình sẽ nói một chút xíu, và chúng ta đang những ngày lễ thì Tôn Vũ thì quý vị cũng đã biết là anh ấy gần như là ngược dòng thời gian trở về cái ký ức những ngày trước, thì gần như những ngày lễ tôi nó không có những ngày nghỉ bên gia đình, đúng không? Những ngày lễ với Điền Đi là gần như là mài mặt qua các sân khấu và diễn mà chạy không kịp đếm tiền được, đúng không? Hoàng Thanh cũng thế. Cái thời điểm đó thì nghệ sĩ của mình đi show khá nhiều, bởi vì ngược về mười mấy 20 năm trước thì quý vị cũng biết rồi. Thì như nãy muốn nói với Hùng, với Thư, với quý vị đó là để mà có thể giao lưu trực tiếp nghe một người nghệ sĩ khác thì nghệ sĩ phải phải đến một cái show, khán giả phải đến một cái show và nghệ sĩ phải đi chạy show nhiều. Chứ chúng ta không có thể nào giống như bây giờ mà mình lên online, hồi xưa đâu có YouTube, đâu có gì đâu. Nên là không có mạng. Cái điều đó thì cũng giúp cho người nghệ sĩ có cơ hội trao dồi và cũng giống như là có cơ hội tiếp cận khán giả của mình thực tế nhiều hơn. Nên là trong những cái ngày như thế này, những cái mùa lễ như thế này, coi như là không có gì gặp gia đình rồi đó. Quý vị cũng biết là lễ để vui khán giả, thường những cái show gì diễn ra những cuối năm như thế này rất là nhiều, bận rộn lắm. Toàn là phone, mà phone cũng không được nữa, phone lúc nào cũng bận. Trong những cái ngày lễ đó phone rất là bận, đúng rồi, khó lắm. Nếu mà cái ví dụ một cái năm đó mà muốn nhớ gia đình quá, bởi vì thật ra quý vị biết là cái không khí gia đình trong những cái ngày Tết ấm áp vô cùng, nó ấm áp lắm. Mà mình được gặp ông bà cha mẹ, mình gặp mọi người, với lại ấm áp cái chỗ là mình được cùng với gia đình quay quần bên nhau để chuẩn bị cái không khí của Tết, cái nó vui, nó thích cái cảm giác nó tuyệt vời như vậy. Nên là đôi khi cái người nghệ sĩ mà trong cái thời điểm đó, như hồi xưa Vũ Vĩ Thanh, những thời mình ở Việt Nam, có những năm thí dụ bây giờ nhớ gia đình quá, mình thèm cái cảm giác đó đó, thôi kệ, không biết làm sao, chỉ có nhắm mắt tưởng tượng thôi chứ không có video đâu. Đúng rồi, gọi về đó, đúng không? Nhưng mà đôi khi có một cái năm Vũ nhớ là thôi kệ, thử coi bây giờ mình cố gắng bớt xô lại để mình ở nhà mình enjoy một hai ngày thôi, mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 gì đó, hoặc trước Tết gì đó, để chuẩn bị vô là mấy cái ngày kia là đang đi hát liên tục. Đúng, thiệt tình cái cảm giác nó khác biệt hẳn, khác hoàn toàn, khác vô cùng. Mình được ở bên gia đình với những cái không khí mà chuẩn bị trang hoàng nhà cửa rồi. Chỉ có mình mới hiểu cảm giác đó, đúng không? Vâng, thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên được nam sĩ Tôn Vũ mang tới cho chương trình khách mời âm nhạc đặc biệt mùa lễ tạ ơn năm nay, một liên khúc khóc thầm những lời này cho em. Cùng thưởng thức quý vị nhé, xin mời. Anh gặp em hùng.
Azul.